Xin chào Dương Quý, chào anh chị em trên diễn đàn nha. Lính Việt Cộng, cái clip đấy nó xạo ấy. Nếu mà 512 lính của cộng sản đấy, của lính, nói chung là quân đội nhân dân Việt Nam ấy, thì có khả năng tiêu diệt 500 lính Mỹ hoặc là lính của Hàn Xẻng và Dương Vĩ Tin, còn riêng bọn nó 12 người không đủ trình để tiêu diệt 500 lính của bên Việt Nam, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đấy. Alo, Nghe anh nghe phát hả? này Biết cam rồi, sức không mình tên đi. Nhá. một tiểu đội vận tải của là bên cộng sản mình ha, là đánh với 200 lính mà của Mỹ đấy, cộng thêm máy bay và hỏa lực pháo binh của yểm hộ yểm trợ mà đánh cho 200 thằng chạy mất dép đấy, là một tiểu đội vận tải nha, chứ không phải là bộ đội chủ lực của ta đâu. Đó, tên đó là 200 thằng mà với số lượng đạn cực kỳ hạn chế và số người cực ít, cho nên là ta lúc đó là quyết định để địch sát gần sát khoảng cỡ 2-3 mét thôi, lúc đó mới nổ súng. Là Dương Vi phải biết là dũng cảm như thế nào đấy. Cái đó em được đọc cái bài báo, em đọc Thì sau đấy, đó tiểu đội trưởng được phong tặng là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân luôn, cả tiểu đội được phong tặng dũng sĩ Việt Mỹ. đấy chứ chứ không phải là 500 lính. Nói chung là Đại Hàn hồi đó nó cực ác, nhưng mà cái con số liệu mà thống kê á, nói qua thì hồi trước cũng có đề cập qua rồi, là cơ bản á, tụi nó báo cáo láo, nó giết cả dân thường hay cái gì nó đều tính vào trong đó đấy. Mà Dương Huy là nhớ như vậy. Còn lại mà nếu mà nói là các cái chiến dịch lớn đối đầu trực diện thì bọn nó từ chạy cho tới chạy thôi, chứ có thắng cái chỗ nào đâu mà nói cái gì. Mà cái thắng của tụi nó là có tổng tiến công nổi dậy năm 68 là tụi nó thắng đó. Thời cơ của mình lúc đó chưa chín mùi, cho nên là cái hy sinh lớn thì coi như là tụi nó thắng. Chứ còn lại cái đừng có nói là cái số nó lấy địch nhiều, chỉ có Việt Nam mình mới là lấy địch nhiều được thôi. À, những cái chứng tích lịch sử, những sách vở sách sử còn ghi lại đó, nó một tiểu đội vận tải không mà 200 lính tinh nhuệ của Mỹ cộng thêm pháo binh không quân yểm trợ đánh chạy sấp mặt đấy, cỡ đấy thì tụi nó nổ cái gì. Nhưng mà được cái độ độ ác của quân Hàn Quốc là có chứ không phải không, ác cực kỳ ác. Nói chung là nó tàn sát không có tính bất cứ là ai, kể dân thường hay gì cũng vậy, thì số lượng của nó khi báo cáo lên là nó như vậy thôi. Nói các cái luận điệu ở trên không gian mạng này, trên Facebook thì nó nhiều lắm. Còn nếu xét thực tế đối với người dân của mình mà sống ở Việt Nam này á, những cái tụi nó đang đòi hỏi á, là người dân của mình có hết rồi đó, nhưng mà nó đâu có chịu là có. À, lúc nào nó cũng nói là không có tự do. À, nhưng mà ở Việt Nam mình người nào cũng tự do thoải mái hết không? Thậm chí là các nước lân cận khu vực đó dịch như thế kia, nhưng mà ở mình cũng rất là quan ngại chứ không phải không. Là như ở các bãi biển tàu rồi các khu chơi đông quá đông, thật sự là vậy. Là người dân có cái xu hướng, có cái chiều hướng là rất là chủ quan rồi, vì vì tin vào cái quá tin tưởng vào cái khả năng của bên y tế của ta đấy, cho nên họ ỷ y, họ chủ quan, và cái này cũng là một cái rất là nguy hiểm chứ không phải không. Nói chung mình không được lơ là chủ quan, trong khi các lực lượng biên phòng cũng như là công an ở các cái khu vực biên giới thì ngày đêm họ đi tuần đi chốt chặn để ngăn chặn cái dịch nó lây lan, nó xâm nhập vào Việt Nam qua những cái đường bất hợp pháp đấy, thì những người dân của mình rất là vô tư thoải mái lại như này. Vậy Cho lý đồng tin ý nói. là mình về với việc khống chế dịch là nó tốt rồi, nhưng mà nói tóm lại là cũng không không được chủ quan. Mỗi người á, bớt cái vui chơi lại một tí em thì làm em sao đó. thấy một điều này này, người ta phóng viên của báo đài thì truyền hình, người ta phỏng vấn vào
dịch bệnh đối với Việt Nam ấy, nhà nước mình làm tốt rồi nên không lo đâu. Người ta cái gì cũng điện cho nhà nước. Nhà nước thì người ta làm tốt đấy, người ta làm hết khả năng với trách nhiệm của mình, khả năng năng lực và trách nhiệm của mình. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta cũng nên phối hợp với khuyến cáo của nhà nước, đặc biệt trong cái giai đoạn hiện nay, những ngày hôm nay thì Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông và cơ quan của các tỉnh ấy cũng gửi tin nhắn qua hệ thống SMS ở điện thoại ấy, yêu cầu là cài đặt Bluezone, khai báo y tế và chấp hành 5K phòng chống dịch. Cái điều đó là người ta được cảnh báo mình và mình cũng nên tuân thủ và chấp hành những cái gì người ta khuyến cáo. Cái đấy không những tốt cho chính bản thân mà gần gũi nhất là gia đình, vợ con, anh chị em, bố mẹ, sau là hàng xóm, tiến lớn là xã hội. Bây giờ cách ly nó không phải là cách ly tập trung 14 ngày và 21 ngày, 24 ngày mà lên 28 ngày. Khoảng cái thời gian cách ly đó thì các anh các chị nằm chờ người nhà này, tiếp tế lương thực thực phẩm. Và trong khi đó những người ta đi trực, người ta cũng mất thời gian cả cái công việc, đình trệ công việc chung của xã hội thôi. Nhưng mà đình trệ công việc bởi vì một mình hay là những cái cá nhân khác như vậy là nó không tốt. Thì anh cái đó nó ảnh hưởng đến cả kinh tế và công việc của gia đình mình và cả cơ quan nhà nước. Cái sự tin tưởng vào đảng nhà nước á là tốt, nhưng mà tin tưởng tới chủ quan, lơ là, mất cảnh giác của bản thân á thì là không tốt. Đấy, cho nên là mình nhìn ra cái khu vực thời buổi này rồi, thông tin ở đâu xảy ra cái gì đều biết hết rồi. Đó, nhìn ra khu vực thấy như vậy, cho nên là mình tốt nhất là giảm bớt cái sự vui chơi giải trí của mình, thì mỗi người ý thức một ít đó, thì lúc đó cái việc mà phát tán lây nhiễm dịch bệnh đó, là nó hạn chế rất là nhiều. Nên là thông qua diễn đàn ấy, thì cũng muốn chia sẻ như vậy để về cái phòng chống dịch. Bởi vì cái anh Covid này là nó rất thích chạy đua với cái khu du lịch, là khu đông người, càng đông người nó càng thích, nó chả nề hà ai hết. Chỗ ít người nó không thích đâu, chỗ dân cư thừa thớt thì nó không thích đâu, nhưng mà chỗ đông người nó rất là thích. Chính cái điều đó chúng ta nên khẩu trang, diệt khuẩn và giữ đúng cách ly khoảng cách. Báo y tế có cũng có mặt đó chứ phèo. Phèo là đi đâu mà chẳng có mặt nó. Đó. Thế rồi thì có mặt, nhưng mà ý là mình lên nói đó, chẳng qua là làm khi tụi nó nghe nhưng mà cho tụi nó nhột thôi, chứ còn lại phần nhiều anh em mình ở trong đó cũng đông lắm, cũng ghét tụi nó cũng nhiều lắm, vô đó chửi. Nhưng mà nhiều anh em thì nói thẳng ra là chửi tục quá, nhưng mà vô chửi tục không mà cay cú, cơ bản là tụi nó toàn xuyên tạc, nói xấu, nó bôi nhọ không à. Thì anh em mình khi vào nghe vào nhìn cái là nóng máu lên, cỡ như tuyết mai mà còn nóng mà mọi sao Hoa cũng nóng luôn, Phương Thoa cũng nóng luôn, vô nghe nói chập cái hồi đụng cái điểm cái là thôi là bắt đầu là sững cồ lên hết trơn nè, mấy chị nhà ta cũng sững cồ. Nó vô đó với tụi nó lặng mà nói làm sao cho nó tâm thúy. À, như vậy về cái bản chất của tụi nó. Còn trong nước mình thì quá êm rồi, nhân tin tưởng đảng nhà nước như vậy thì là ok rồi, không có đòi hỏi. Chẳng qua là một vài cái thành phần bất mãn chế độ là do là không làm muốn có ăn, và một số thành phần á thì là ham mê quyền lực đấy, nghĩ mình tài giỏi, cho mình là tài giỏi, phải là ông này bà kia đấy. Mà trong khi về cái phẩm chất đạo đức là hàng đầu, nó không có cái sự tu dưỡng rèn luyện cái phẩm chất của người cán bộ cách mạng, của người đảng viên không đạt được. Về kể cả cái tâm, cái tầm của những cái thành phần đó, chỉ tự cho mình là giỏi, và những cái thành phần đó là chỉ có dẫn đến một cái kết cục, đó là cực đoan thôi. Mà khi mà một người cán bộ lãnh đạo mà cực đoan thì
không làm được việc gì mà có lợi cho dân hết. Đó là cán bộ cực đoan, chưa tính là mấy cái thành phần bất mãn cực đoan kia thì nó như thế nào. Nên là người nào vì dân mới được, chứ còn cái nhiều cái thành phần mắt để trên đầu, lúc nào cũng nghĩ là mình tài giỏi hơn người khác, đòi hỏi thế này đòi hỏi thế kia. Cụ thể nhất là cái đám dân chủ của chỉ nói không à, mà làm thì không biết làm cái gì. Còn cái đám con nhang kia thì còn tệ hơn nữa, tặng tiền là được, lên chửi tối xả, chửi cái gì chửi được là nó chửi, để kêu ra chửi cha chửi mẹ nó cũng chửi. Thành phần như vậy và cũng rất là nhiều tay chửi cả cha cả mẹ. Có tay gì á mà nó thổ lộ là cha nó là Việt Cộng nằm vùng, mà tới mãi sau này nó mới nhận ra nó là con người à, quay qua nó lại chửi cha chửi mẹ nó. Ngày xưa theo thảm. Còn mà cái bà Dương Thu Hương, bà nói câu là cái cuộc chiến tranh ở Việt Nam là một trò đùa ngu ngốc của lịch sử. Mẹ Dương Thu Hương, nhà nước cho ăn học đã rồi quay qua chợ cờ. Mà cái clip đó không biết Dương Vi có coi không, cái thằng mà ngồi ở ngay cái mic đó, người phỏng vấn thì không có, mà cái tay ngồi ngay cái mic đó, nhìn cái nét mặt của hắn nó khinh bỉ dữ dằn lắm, dữ dằn luôn. Đồng ý là cái con cờ nó lợi dụng, nhưng mà khi mà một người mà bôi nhọ nói xấu tổ quốc của mình thì chả có ai bao giờ mà trân trọng những con người đó hết. Nó chẳng qua coi là giá trị lợi dụng tới đâu thôi. Những người có học, có ăn, có học được đảng nhà nước tạo điều kiện cho học hỏi, nhưng mà cuối cùng là quay lại phản phúc. À, bọn nó nói về là biển đảo thì mất hết rồi, Trung Quốc nó thực hiện là cái đường lưỡi bò 9 đoạn thì nó chiếm hết Trường Sa, Hoàng Sa rồi. Này, ở đây á, vừa rồi Việt Nam đưa ra cái giàn khoan sao vàng Đại Nguyệt mà hạ thủy ở ngay khu thuộc khu vực Bái Tư Chính, nó cắm thẳng vào giữa đường lưỡi bò 9 đoạn của Trung Quốc. Mà Dương Vi nói luôn nha, cái đường lưỡi bò 9 đoạn của Trung Quốc này không phải là mới đây ra, mà nó là cái con bài mà từ ngày trước Tưởng Giới Thạch nói là cái này thuộc về chúng ta à. Nhưng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng Bí thư của Trung Quốc ấy, nói rằng thế ông đồng chí có thừa nhận chính quyền Tưởng Giới Thạch không, mà các ông lập luận như nào, từ ngày trước thời Mãn Thanh đến giờ các ông có công nhận có cái cơ sở pháp lý nào là Hoàng Sa Trường Sa là của các ông không, mà ngày trước người ta công nhận lịch sử của Trung Quốc, công nhận đảo Hải Nam từ khu vực đảo Hải Nam đổ vào mới là của Trung Quốc, còn phía dưới không phải, cái đường lưỡi bò 9 đoạn là Tưởng Giới Thạch nó tự xây dựng lên. Đấy, mà bây giờ các ông thực hiện cái ý đồ đó không đúng, bởi vì tôi cũng không thừa nhận, chúng tôi cũng không thừa nhận chính quyền Tưởng Giới Thạch, mà các đồng chí cũng không thừa nhận chính quyền Tưởng Giới Thạch. Việt Nam cắm thấp luôn cái đàn khoan sao vàng Đại Việt, cái chân đế nó 140 đến 160 mét giữa ngày cái đường lưỡi bò 9 đoạn nào. Trung Quốc nó cay cú, nó có làm gì không, nó có dám làm gì không? Thì bởi vậy cái vụ mà biển đảo ra tính nói cái khúc sau là gài vô cái vụ sao vàng đó, giàn khoan sao vàng đó, mà có kịp nói đâu, lão đá xuống rồi. Nói thì nói đâu có được, mình có đầy đủ bằng chứng, có đầy đủ lý luận để nói chuyện chứ cứ xuyên tạc tiếp. Rồi cho anh em khác lên đi. Vâng, cảm ơn anh nha, mình được chưa? Rồi, chào ạ. Cảm ơn anh.